Mỹ Nhân chính thức trở lại làm giám khảo Việt Nam Idol sau 7 năm chỉ vì đang rảnh. Sau nhiều năm vắng bóng, sắp tới đây Việt Nam Idol sẽ chính thức trở lại với dàn giám khảo đỉnh của chóp như ca sĩ Mỹ Tâm, đạo diễn Quang Dũng, nhạc sĩ Huy Tuấn đã khiến nhiều người phấn khích mong đợi. Mới đây, nhà sản xuất Việt Nam Idol thần tượng âm nhạc Việt bất ngờ thông báo chương trình sẽ được tổ chức trở lại sau 7 năm vắng bóng kể từ thời điểm công bố và tổ chức tuyển sinh. Việt Nam Idol 2023 đã hoàn tất nhiệm vụ tìm ra những gương mặt triển vọng chinh chiến trong mùa giải năm nay. Bên cạnh đó, chương trình cũng chính thức công bố danh tính của dàn giám khảo chính, ca sĩ Mỹ Tâm, nhạc sĩ Huy Tuấn và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, những người sẽ đồng hành suốt chương trình cùng các thí sinh. Mỹ Tâm là một ca sĩ không còn xa lạ với làng âm nhạc Việt Nam, hoạt động nghệ thuật xuyên suốt gần 20 năm. Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng đã đoạt vô số giải thưởng như Làn Sóng Xanh, HTV Award, Mai Vàng, giải Cống Hiến, Ngôi Sao Bạch Kim, giải MTV Việt Nam, giải Ấn Tượng VTV. Bên cạnh đó, Mỹ Tâm còn được vinh danh tại các giải thưởng quốc tế mà hiếm có ca sĩ nào ở Việt Nam đạt được. Việc Mỹ Tâm chắc chắn là cái tên gây bất ngờ nhất khi cô nhận lời trở thành giám khảo Việt Nam Idol 2023. Bởi đã khá lâu, Mỹ Tâm gần như không ngồi ghế nóng bất kỳ chương trình truyền hình nào, thay vào đó cô tập trung cho hàng loạt những dự án âm nhạc chất lượng của mình. Chia sẻ về lý do đồng ý trở lại Việt Nam Idol 2023, Mỹ Tâm cho biết: "Tâm rất vui bởi lâu lắm rồi mình mới trở lại một chương trình có nhiều kỷ niệm với mình. Sau một thời gian dài Tâm không nhận lời làm TV show vì để tập trung cho các dự án riêng. Hiện tại khi xong hết các dự án thì mình cũng đang rảnh, cũng nghĩ mình sẽ nhận lời làm một chương trình thực tế. Cùng lúc thì Việt Nam Idol có lời mời và Tâm thấy chương trình làm cho mình nhớ lại cảm xúc của 10 năm trước, thế là mình nhận lời." Trở lại ghế nóng Việt Nam Idol 2023, Mỹ Tâm với tinh thần nghiêm túc và tâm huyết hứa hẹn sẽ mang đến nhiều kinh nghiệm đáng giá cho các thí sinh. Bên cạnh đó, giọng ca Chuyện Như Chưa Bắt Đầu cũng được kỳ vọng sẽ là cây hài mang lại không khí vui tươi, năng lượng cho các thí sinh. Nhạc sĩ Huy Tuấn là một trong những cây đa cây đề của làng âm nhạc Việt Nam với nhiều sáng tác thuộc hàng kinh điển. Đến với Việt Nam Idol 2023, nhạc sĩ Huy Tuấn cũng khiến nhiều người trông đợi tín nhiệm với kho kiến thức âm nhạc và kinh nghiệm làm nghề lão làng. Với sự đóng góp của anh, chắc chắn Việt Nam Idol 2023 sẽ là một chương trình bảo chứng về chất lượng. Trong khi đó, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng là gương mặt quá quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam Idol, đồng hành cùng chương trình qua nhiều mùa giải, có lẽ khán giả sẽ không cần quá lăn tăn về kinh nghiệm của nam giám khảo, vừa hài hước nhưng cũng không kém phần tâm huyết với thí sinh. Ngay sau khi lộ diện dàn giám khảo, khán giả đã bày tỏ sự phấn khích và mong đợi chương trình lên sóng. Việt Nam Idol 2023, thần tượng âm nhạc Việt Nam thế hệ mới sẽ bám sát với format American Idol 2023 của Mỹ. Chương trình này đã nhận được sự quan tâm, yêu mến đặc biệt của khán giả với 7,1 triệu lượt xem và tương tác mỗi tập. Bộ ba giám khảo chính thức của American Idol 2023 gồm Lionel Richie, Katy Perry và Luke Bryan. Đây là những tên tuổi vô cùng nổi tiếng trong làng giải trí thế giới, luôn truyền được cảm hứng và tình yêu âm nhạc mạnh mẽ đến khán giả. Chương trình Việt Nam Idol lên sóng lần đầu tiên vào năm 2007 và đây là cuộc thi truyền hình thực tế về âm nhạc đầu tiên dành cho những người muốn bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Nhờ bệ phóng này, quán quân mùa 1 của chương trình là ca sĩ Phương Vi đã có một sự nghiệp âm nhạc thành công. Sau đó, những quán quân khác như Quốc Thiên, Uyên Linh, Trọng Hiếu cũng được đánh giá cao về giọng hát và sở hữu lượng fan nhất định sau khi bước ra từ cuộc thi. Thậm chí một số thí sinh từng góp mặt tại Việt Nam Idol như Thanh Duy, Văn Mai Hương, Lân Nhã, Đông Nhi, Isaac cũng đạt được thành công nhất định trên con đường âm nhạc. Quay trở lại sau 7 năm vắng bóng, Việt Nam Idol 2023 thu hút gần 5.000 hồ sơ đăng ký tham dự, chứng tỏ sức hút không thể cưỡng lại đối với những người yêu âm nhạc. Chương trình phát sóng thứ 7 hàng tuần vào lúc 21 giờ 15 trên kênh VTV3 và kênh YouTube Việt Nam Idol Viva Network từ ngày 8 tháng 7 năm 2023.